Ai cha, ai cha, ai cha, ai cha, ai cha, ai cha, ai Nữ tướng hoàng gia của mình đang còn cái gồng nên là mình còn chưa hey, Xin chào các bạn và anh chào mừng các bạn đã đến với video nhóc của nhá nha Như anh em biết được rằng là chúng ta đang có một cái sự kiện cực kỳ là hot Đó chính là PK đúng không nào? Peca của chúng ta thì à, hiện tại đợt này thì à, lên cho ăn 14 rồi nhưng mà em nó vẫn được chưa thật thêm cái level anh em ạ Mình mong rằng là tối thì em nó sẽ được thêm cái level đó chính là cách level 10 nhưng mà đó là để sau đi cả nhà nhá thì là ra là lâu rồi nhóc một tê cũng không đánh chay con bách này và đặc biệt là từ lúc có cho ăn 14 thì nhóc vào đây cũng chưa cho em nó test ở trên mười 14 khi mà đi đánh chay thì nó sẽ như thế nào anh em ạ và anh em cũng biết rồi, hiện tại thì uh, chúng ta đang có cái sự kiện đó chính là quân đội uh, đội quân bọc thép anh em này. Và chúng ta phải sử dụng hai pack như vậy là chúng ta thời gian còn lại một ngày 20 giờ nữa anh em nhé Chính bởi vậy mà nhân tiện cái cơ hội đó chính là peka đang được giảm giá các kiểu là điểu này thì nhóm ở T hôm nay sẽ vác chay còn peka ca này ra. Chôn cùng với em. Đó, à, uh, như vậy là bây giờ em nó chỉ còn 6.500 trăm uh, dầu hồng thôi nhưng mà tê sẽ vác em nói nhá chôn cùng anh em đi đánh chay Pekka trên trang 14 cùng với anh em Để xem ra là cái sức mạnh đến từ con Pekka nó sẽ như thế nào Đây rồi, đỡ phải lòng vòng chém gió nhiều đó anh em, không chém gió nhiều, không chém gió nó quá dài dòng hai Pekka cắt góc, sau đó thì 10 Pekka còn lại đi uh, quẩy gió, quẩy bão Ok không anh em Ok không cả nhà ơi quá wow, ok chứ nhờ tầm giờ này thì không ok thì cái gì ok nữa ạ Ui bách Ca bằng chém cảm giác tù tù tay đấy nhỉ? tù tay quá thế này thì có cảm giác là hơi tù tay anh em ạ tù tay quá tù tay quá không anh em mở chim đâu cấu thì cấu luôn đi ạ cấu thì cấu luôn đi mở chim ơi mở chim ơi cấu thì cấu luôn đi em ơi cấu thì cấu hộ anh luôn đi cái nào cấu đi cấu luôn hộ anh đi chiến đi anh em ơi chiến đi anh em tôi ơi nó cứ phải gọi là chiến đi anh em tôi ơi tiếp tục cả nhà nhá tiếp tục anh em nha ui ôi không có bình băng nào à băng như vậy là không còn anh em ạ it vlog tia như vậy là cực kỳ khắc tinh lại với lại cái gì ạ Quá khắc tinh lại với cái đàn Pekka anh em ạ. Ui ôi ôi Pekka, trâu đầu lâu em ơi. Đây 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 đây. Ui. Em nó rất trâu. Nhưng mà khổ cái là anh em thấy được rằng là ờ uh, loáng thoáng cái xong rồi thôi. Coi như là vụt tắt luôn. Ố! Oh, đã vụt tắt rồi. Ui. Cảm giác quá nhanh quá không anh em nhỉ? 44% thôi. Ok. Như vậy là có cảm giác như là phêu phêu say sai kiểu gì ta? Không sao anh em nhá. Với cái trận đầu tiên như vậy là rất là ok rồi. Chúng ta cùng qua, đó chính là cái trận thứ hai anh em nhá. Rồi bây giờ thì uh, chúng ta sẽ qua, đó chính là cái trận thứ hai anh em nhá. Cày cái... quá cái trận đầu tiên một sao <laughs> Quá lạ cái ôi ôi, cái trận thứ hai anh em lại ờ okay, mình sẽ quẩy em nó luôn anh em nhá. Quẩy em nó luôn anh em ơi. Cho có Pecca xuống như này có lẽ rằng queen đại quản giáo rồi là bách ca bách ca xuống đi nha rồi ôi lựa tướng hoàng gia luôn đi nha ui quân nội anh em ơi, quân nội quân nội quân nội quân nội quân nội quân nội có quân nội anh em nha có quân nội anh em ơi có quân nội có quân nội có quân nội từ từ từ, cứ, từ từ, cứ, từ từ, cứ từ từ cứ từ từ cứ từ từ băng giá cứ từ từ băng giá cứ từ từ nó là phải băng giá anh em hiểu không cứ từ từ nó là phải băng giá cứ từ từ băng giá nó cứ phải cứ từ từ cuộc sống nó cứ phải từ từ đâu nó phải cũng phải có đó hết Chó gà thì cũng phải có rau thơm, rau thiết, các kiểu là điều như đúng không anh em? Ấy da, dạ, ấy ạ dạ, có một con bách ca đi vào trong anh em ơi. ai cha, ai cha, ai cha, ai cha, ai cha, ai cha, ai cha. Nữ tướng ngoài da của mình đang còn cái gồng nên là mình vẫn chưa sợ các bạn. Các bạn sợ gì mình đúng không? Các bạn sợ gì mình đúng không? Anh em, quẩy nó đi anh em. Rồi, nhà chính được clear. Ui, bách ca ơi. Đơm ơn mỏ chim, bách ca ơi. Bách ca ơi. Bách ca ơi bách ơi Tại sao không đơm được con mỏ chim anh em Ê mới cày chứ Quá cày anh em ạ à. Rồi trận thứ hai thì có cảm giác là nó mượt hơn tí tí Có cảm giác Vẫn cứ khó nhằn quá anh em ạ à. Hoành đầm thế này thì ai chơi cùng nữa đúng không nào Thôi đi vào thôi anh em nhá Còn mình con bách ca thấp máu này rồi bây giờ thì uh, chúng ta sẽ qua đó chính là cái trận thứ ba anh em nha chốt lại cái trận thứ ba anh em thấy rằng là cái trận đầu tiên thì nhóc một tê một sao cái trận thứ hai thì nhóc một tê hai sao và cái trận thứ ba thì u giỏi ôi đây rồi ba sao tỷ lệ cao đây rồi ba sao tỷ lệ cực kỳ cao anh em ơi ba sao tỷ lệ gọi là cao cực cao đây rồi đây 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 không phải chém gió đâu không phải mê tín đâu nhưng mà tỷ lệ ba sao gần như là trăm phần trăm rồi 100% rồi anh em nhá có bí quyết rồi anh em ạ trận lấy không thả dồn dập nữa đâu ấy ơi lúc nào cũng có quân đội là như thế nào nhỉ không không có quân đội một ván không được à không có quân đội một ván không được anh em ạ à. cày thế cày quá ai chà chà ai chà chà ai chà chà cảm ơn kinh anh em nha ui ôi 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 lưỡi tướng quốc gia lưỡi tướng quốc gia kịp 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 lém không anh em kịp lém anh em ơi sao lại cọc sóng truyền hình truyền hiếp các kiểu nó điều ở đây trời ơi cái gì này đốt gì mà ghê thế đốt gì mà dã man thế à đốt cái gì mà dã man thế à không còn băng không còn tiếc gì cả cày thế nhá rồi à, cái con này ấy, anh em ạ sau khi mình đánh nó xong được một thời gian ấy thì mình nhận ra được cái điều rằng là cái con này mà anh em gặp mà nhà là invelo một tia nhá thôi tốt nhất anh em lách like bỏ qua giúp mình invelo một tia thì thôi tốt nhất là anh em lách like bỏ qua giúp mình nhá còn nếu mà không anh em không chịu khó lách like bỏ qua ấy, thì anh em sẽ toang đứng nhỏ nhóc một tia <laughs> con này dễ toang vãi nháy rồi anh em ạ rồi ok như vậy là trận thứ hai thì cũng là à, trận thứ ba thì cũng là sao như vậy thôi anh em ạ lác đác rơi sao đi đâu <laughs> ừ, rồi, ok luôn anh em lại Kết thúc anh em nhá Và cái video thảm bại, thảm hại Kết thúc của nhóc của tê đến đây kết thúc anh em ạ à. <laughs> Mình không nghĩ rằng là cái con này Khi đánh trên trang 14 nó lại thảm bại như vậy Hẹn tất cả các bạn vào những video lần sau Anh em đừng quên like, share, chia sẻ, ủng hộ mình nhá Và giờ thì xin chào Hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá